Có test năm 2021 rồi nha. Slot 207. Đó, vừa làm gen xong. Để cho mấy bác nghe so sánh tiếng gen chưa làm và tiếng gen xe bên em đã tự bung em tự làm nha. Thợ vườn thôi. Slot 207 bung ra là sơn lại mâm miết đồ này, biển số 8300. 47 là chín, chẳng qua chưa có dàn áo nha, đang đặt dàn áo chưa có. Siêu 207 tem lửa nha, máy móc đã được dọn dẹp sạch sẽ, bắn cát lại đây, cát bắn đây cực đỉnh nha. Cho test tiếng máy ép cái nổ thôi, một nhịp một nha, gần như chưa kịp đề đã nổ. Máy em ru nha, để bịt vô lại ngay. Đấy, nó không đủ tua nên nó kêu ọc ọc tí đó. Dòng này mới nó cũng kêu như vậy ạ. Nghe rất là lực nha. Slot 207. Cái đỉnh nha, vừa bung ra đích thân là rất là vip. Sirius 207 nha. Đây tem lửa. Sau mười mấy năm sử dụng thì em nó đã tàn lắm rồi. Đấy. Giờ sẽ tiến hành bung máy. Đây nha. Sau bao nhiêu năm sử dụng thì em nó đã bị kêu zin. Một phát là nổ nha, rất là nhẹ nổ. Mà máy nó đã bị kêu zin. Sẽ tiến hành bung em nó ra để làm lại nha.